đây đây. Trước mắt các bạn đây là món thịt gác bếp. Đấy thì ở đây đã được được sấy khô và được hoàn thành rồi nhá. Đấy. Trước mắt các bạn đây là đã trên phía đây. Và đây đã được xé ra để thưởng thức ăn thử. Trên tay đây là chỗ đây là một cân nhá. Bạn nào mà có nhu cầu muốn mua cái món đặc sản thịt lợn gác bếp này thì cứ inbox hoặc bình luận phía bên dưới, mình sẽ trả lời và sẽ trả lời các bạn nhé. Đây là món ăn đặc sản đấy, vùng cao kỳ ngon này đấy. Ngoài ra thì ở đây còn có cả món ba chỉ nữa. Đây là ba chỉ vừa đã thử ăn thử với nha các bạn nhé. Ba chỉ gác bếp đấy, cực kỳ ngon. Khi các bạn mua thì được tặng theo cả chấm treo chấm này đấy, món chấm cực kỳ đặc trưng mà cứ mỗi một nơi làm mà có cái vị khác nhau. Điều đặc biệt ở đây các món thịt lợn gác bếp thì này thì nó có một cái hương vị khác biệt với ở Tây Bắc. Khi các bạn ăn thì các bạn sẽ cảm nhận thấy. Rất mong các bạn và các bác có thể xem video và đặt hàng nhé. Cảm ơn các bạn.